rồi ba đọc tiếp đi. Con đọc đi. Thế ba học xong này là ba đọc cho nha. Đây, đọc với ba. Đây. Change. Là cái này là cái gì ạ? Change, thay Change. đổi, chọn dưới không? À, bấm tiếp, nghe. Enjoy, Enjoy. xích, thích, giữa. Stop, Stop. dừng ở trên. Rồi, còn lại, cặp còn lại. Why, Why? tại sao? Tiếp tục. Hey. I'm not I'm not angry at you. Tôi không giận bạn. I am not angry. I am not. I don't like smoking. I don't like smoking. Smoking. Snowing. 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 Yeah. Tuyết. Smoking. Smoking. He wants to stop smoking. He wants to stop smoking. Smoking. Dễ nè. Stand. 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 Bên này stand. Kiểm tra. Stand là đứng. Bây giờ stand này nó nghĩa là như là cát. Phải phải. My grandmother wants to stop smoking. Mother's one. My grandmother wants to stop smoking. Stop smoking. Next slide. Grandfather mới là ba. À, bà tôi. Cấp kỳ ba là của con mà. Grandmother là ba. Cấp kỳ ba là ông. Thì ba đi loại cái này đi. Bà không hút thuốc mà sao bà lại lấy hút thuốc. Cái này phải là grandfather mới hợp lý. Ba ơi, ba đi loại cái từ Broke. Đi. Ba đi loại cái từ đi. Này con nghe cái này dễ nè. Broke. 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 Break. Break. Broke. 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 Làm ơn hút thuốc bên ngoài. Please. Please. Smoke. Smoke. Outside. Please stop smoking in the house. You can go outside. Làm ơn, ngừng hút thuốc trong nhà. Bạn có thể đi ra ngoài. No, I don't want more cake. Thanks. Too much sugar is bad for me, right? Can I have some more Chinese tea, please? It's very good. Người nói muốn dùng thêm trà. Cái đoạn văn ngắn này có nghĩa là không, tôi không muốn thêm bánh ngọt. Cảm ơn. Quá nhiều đường thì không tốt cho tôi, có phải không? Tôi muốn có thêm nhiều trà, loại trà của Trung Quốc. Vui lòng cho tôi thêm nhiều trà của Trung Quốc. Nó rất là tốt. Người nói muốn dùng thêm trà.
My mom is angry. Và cái nào vậy thì trộn xuống nào thôi. Four. Rồi, kiểm tra đi, không bấm kiểm tra được rồi. Tiếp tục. Này. No, thank you. I don't want a beer. I want to stop drinking beer at night because I can't sleep well. Can I have milk? It's good for me. Người nói là không muốn uống bia bây giờ. Cái đoạn văn ngắn này có nghĩa là không cảm ơn. Không cảm ơn. Tôi không uống bia. Tôi không uống bia vào tối nay bởi vì tôi không thể ngủ. Tôi có thể dùng thêm sữa, nó tốt cho tôi. Thì người uống không muốn uống bia bây giờ. Anh ấy có hút thuốc không? Does he smoke? Động từ hút nguyên mẫu à? Trở động từ does đưa ra trong tới chủ từ là xong tới động từ nguyên mẫu. Is sugar bad for kids? Đường ngọt thì không tốt, thì xấu cho trẻ. Đường không tốt, xấu có nghĩa là không tốt hả? Không tốt cho trẻ. Không tốt. Không tốt cho trẻ à? Tốt cho trẻ. Ăn nhiều đường ngọt quá là đâu có tốt. Không, tôi không bao giờ hút thuốc. I never smoking. Bố đang giận con à. Y, câu hỏi là mình phải đưa ra ngoài trước. Is. He does. Dad. At. Angry me. Angry. Me. He does angry at me. No, I never smoke. I never smoke. He does angry at me. Angry at. Xong, hoàn thành bài học hôm nay. Có bài học hôm nay không? Nhận kinh nghiệm đi. Đâu, thật không. Không. 160 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai nè. Wow, được một thùng nhận thưởng đi. Cộng 5 đá quý. Cộng 5 đá quý. Không, cảm ơn. Không, cảm ơn. Rồi, được rồi, xong bài học hôm nay.